quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Tin nóng World Cup ngày 24 tháng 11. Đức choáng váng sau trận thua sốc với Nhật. Neymar tiết lộ mục tiêu đặc biệt tại World Cup 2022 của Brazil. Vào buổi tối ngày 23 tháng 11, đội tuyển Nhật Bản đã gây bất ngờ khi lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 2-1 tại vòng bảng World Cup 2022. Đáng chú ý hơn, đại diện châu Á đã bị dẫn trước ở phần lớn thời gian trước khi có được hai bàn thắng tại hiệp 2. Người có công lớn nhất trong chiến thắng của Samurai Xanh không ai khác ngoài huấn luyện viên trưởng Moriyasu Hajime. Trên mạng xã hội, đội tuyển Đức hứng chịu vô vàn sự phẫn nộ từ người hâm mộ. Dejan Trapp đã bỏ quên bóng đá để tập trung vào băng tay cầu vồng. Đây là nỗi xấu hổ, đội bóng tệ hại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Và họ có đáng nhận những lời chỉ trích không khi yếu một cách khó tin? Là những bình luận dưới fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Đức. Bây giờ, khả năng vô địch của Đức tụt giảm nghiêm trọng, từ 10/1 còn 20/1. Tuy nhiên, ở một bảng đấu có sự hiện diện của Tây Ban Nha, việc đi tiếp vào vòng 1/8 cũng là cả vấn đề đối với đội quân của Hansi Flick. Nếu như một lần nữa bị loại từ vòng đấu bảng thì đó sẽ là ác mộng tuyệt đối đối với người Đức. Trong bóng đá, nỗi đau của người này lại là niềm hạnh phúc của người kia. Tại Nhật Bản thì đêm ngày 23 tháng 11 trở nên lung linh huyền ảo khi mà năm tháp lớn nhất đất nước gồm tháp Tokyo, tháp truyền hình Sapporo ở Hokkaido, tháp Chubu Electric Meirai tại tỉnh Aichi, tháp Kyoto và tháp Fukuoka đều đồng loạt chuyển sang màu xanh áo đấu của đội tuyển Nhật. Các trang báo lớn ở xứ sở mặt trời mọc mô tả trận đấu ở Khalifa là kỳ tích, chiến thắng lịch sử và làm rung chuyển thế giới. Họ cũng nhấn mạnh các Samurai Xanh đã bước vào trận đấu với xác suất chiến thắng 0%, sau đó tạo nên chiến công không tưởng. Trận thắng rất có ý nghĩa với Nhật Bản bởi Đức luôn được coi là hình mẫu, mục tiêu hướng đến của bóng đá Nhật. Cũng chính từ đây, người Nhật bắt đầu nghĩ đến chuyện ra nước ngoài chơi bóng và điểm đến mơ ước của họ không đâu khác là Đức. Những cầu thủ hiện chinh chiến ở World Cup 2022 như Rik Stoudal đang khoác áo Freiburg và Takuma Asano chờ cho Bochum đã mài giũa các kỹ năng ở Bundesliga, sau đó dùng những kinh nghiệm tích lũy được để đánh bại người Đức. Khi mà tiếng còi cuối cùng ở Khalifa cất lên, theo đài NHK, Nhật Bản đã giành chiến thắng. Người hâm mộ cũng tập trung rất đông trước ga Shibuya tại Tokyo để ăn mừng. Nhiều người không thể kìm nén cảm xúc đã trào ra đường, la hét, nhảy múa, khiến cho sở cảnh sát đặt trong tình trạng báo động. Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để giữ gìn trật tự, khuyến cáo các cổ động viên không được thực hiện các hành vi quá khích hoặc gây nguy hiểm. Cho đến 1 giờ sáng, người hâm mộ dần rút đi và giao thông không còn tắc nghẽn. Tình trạng báo động mới được dỡ bỏ. Trong ngày 23 tháng 11, thông tin Ả Rập Xê Út được nghỉ một ngày để ăn mừng chiến thắng cũng tràn ngập báo chí Nhật Bản. Vì vậy mà đội nhà làm nên kỳ tích và nhiều người đã đặt câu hỏi liệu chính phủ Nhật có làm điều tương tự. Mặc dù chưa có tin chính thức, nhưng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima đã khuyến nghị người dân không nghỉ ở nhà như Ả Rập Xê Út. Hãy đi làm, đi học vào ngày mai, sau đó nói về chiến tích của các Samurai Xanh cũng như tinh thần chiến đấu ngoan cường của họ ở văn phòng và trường học, ông nói. Cầu thủ Nhật Bản lên tiếng, đội tuyển thắng Đức nhờ cảm hứng từ Ả Rập Xê Út. Nhiều cầu thủ Nhật Bản nói rằng họ có thêm quyết tâm thắng ngược người Đức sau cơn địa chấn Ả Rập Xê Út tạo ra trước Argentina tại World Cup 2022. Trung vệ đội trưởng Maya Yoshida, hậu vệ Hiroki Sakai, tiền vệ Takefusa Kubo và Kaoru Mitoma đều tri ân Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út đã lật ngược tình thế để thắng Argentina sau khi bị dẫn 1-0 hôm trước và đó là một thành tựu to lớn. Yoshida nói, họ đã giúp cho chúng tôi tin là mình có thể làm được điều tương tự, Sakai cho biết. Ả Rập Xê Út đã cho chúng tôi thấy một trận đấu đầy giá trị trước Argentina. Nên nếu như tôi duy trì được cách biệt một bàn khi bị dẫn, không ai biết chuyện gì có thể xảy ra. Kurt Kubo và Mituma cũng cho rằng Nhật Bản và Ả Rập Xê Út đạt được chiến tích ngược dòng tương tự như nhau. Hôm 22 tháng 11, Ả Rập Xê Út gây sốt với chiến thắng 2-1 trước Argentina, dù họ bị dẫn trong hiệp 1 bởi bàn phạt đền của Leo Messi. Nhật Bản rơi vào tình cảnh tương tự khi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 cho Đức với bàn phạt đền của Ilkay Gundogan. Trong lịch sử World Cup, Nhật Bản chưa từng chiến thắng khi bị dẫn đến giờ giải lao, nhưng cuối cùng họ đã đánh bại lịch sử với bàn của Rik Stoudal và Takuma Asano trong hiệp 2. Rik Stoudal cho biết các lão tướng giàu kinh nghiệm như Yoshida hay Yuto Takamoto đã động viên đồng đội rằng cố gắng không bị dẫn quá một bàn vì chúng ta sẽ ổn trong 20 phút cuối.
bàn của Đoan và Asano lần lượt ghi ở phút 75 và 83, giúp đội nhà thắng ngược 2-1 ở trận ra quân World Cup 2022. Đoan có cho biết trận đấu diễn ra đúng như nội dung cuộc họp chiến thuật của đội trước trận. Huấn luyện viên trưởng Hajime Moriyasu gây bất ngờ khi sử dụng tiền đạo hiệu suất ghi bàn thấp như Daisen Maeda đá chính, còn cầu thủ đang lên là Mitoma lại dự bị. Nhiệm vụ của Maeda là phòng ngự từ xa và góp phần giúp đội chỉ thua cách biệt một bàn. Sang hiệp 2, Moriyasu lần lượt đưa 4 cầu thủ tấn công vào sân và họ đều góp công vào bàn thắng. Nhật Bản kết thúc trận đấu với một thủ môn, 3 trung vệ, 1 tiền vệ phòng ngự và 6 tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. FIFA ca ngợi cổ động viên hành động, cổ động viên Nhật dọn rác sau trận thắng Đức tại World Cup 2022. FIFA đăng video ca ngợi cổ động viên Nhật ở lại dọn rác trên khán đài sân vận động Khalifa, Doha sau khi đội nhà đánh bại Đức. Ở lại dọn dẹp sau một trong những chiến thắng lớn nhất của họ tại World Cup, vô cùng nể phục những cổ động viên Nhật Bản này. Bài đăng trên tài khoản Twitter của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA vào ngày 24 tháng 11 cho hay. Bài đăng kèm video nhóm cổ động viên Nhật cầm theo các túi rác và đi thu dọn trên khán đài sân vận động quốc tế Khalifa tại thủ đô Doha của Qatar vào hôm 23 tháng 11. Phần lớn rác là chai nước và thức ăn bị các cổ động viên khác vứt lại trên khán đài. Cổ động viên Nhật cũng phát hàng trăm túi rác màu xanh trong trận đấu để những cổ động viên khác dọn dẹp và thu gom bất kỳ rác nào bị bỏ lại ghế. Hành động của các cổ động viên Nhật Bản diễn ra sau khi đội tuyển quốc gia của họ có chiến thắng trước đội tuyển Đức trong trận ra quân tại World Cup năm nay, bị dẫn trước ở hiệp 1 nhưng sang đến hiệp 2, Nhật Bản gỡ hòa và vươn lên dẫn trước và kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của tuyển Nhật Bản trước Đức và cũng là lần đầu tiên họ thắng ngược tại World Cup. Sau trận đấu khai mạc giữa Qatar và Ecuador hôm 20 tháng 11, cổ động viên Nhật cũng ở lại nhặt chai lọ thức ăn bị bỏ lại trên ghế. Omar Al-Faros, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tại Bahrain, đã quay video hành động của cổ động viên Nhật và chia sẻ trên tài khoản Instagram. Anh cũng hỏi cổ động viên Nhật tại sao họ quyết định ở lại giúp đội dọn dẹp toàn bộ rác. Chúng tôi là người Nhật, chúng tôi không vứt rác lại và chúng tôi tôn trọng nơi này, một người hâm mộ nói với Al-Faros. Bản thân Al-Faros đã được truyền cảm hứng từ những việc làm tốt và chọn cách giúp cổ động viên Nhật dọn rác. Cổ động viên Nhật Bản cũng nhặt những lá cờ của Ecuador và Qatar bị bỏ lại và khẳng định các biểu tượng của đất nước nên được tôn trọng. Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ Nhật Bản nhặt rác tại World Cup. Sau khi đội tuyển quốc gia Nhật thua Bỉ tại World Cup 2018 ở Nga, cổ động viên Nhật cũng ở lại nhặt rác và dọn sạch tất cả ghế bên ngoài của sân vận động Rostov. Neymar tiết lộ mục tiêu đặc biệt tại World Cup 2022 của tuyển Brazil. Trước trận đấu ra quân với Serbia, tiền đạo chủ lực của Senegal là Neymar đã tiết lộ ý nghĩa quan trọng của chức vô địch World Cup với Brazil. Theo đó, nó được coi như là một lời chào tạm biệt với vị thuyền trưởng 61 tuổi của họ. Khi mà trước thềm giải đấu diễn ra thì ông cũng khẳng định sẽ rời khỏi chiếc ghế huấn luyện đội tuyển số 1 thế giới thời điểm hiện tại. Ông Tite là một huấn luyện viên tuyệt vời. Tôi rất vinh dự và cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng ông ấy trong suốt quãng thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ông ấy ngẩng cao đầu và rời đi với một nụ cười trên môi. Đừng quên là tính tới thời điểm hiện tại, Tite đang là huấn luyện viên trưởng có tỷ lệ thắng cao nhất so với những người tiền nhiệm trước đó trong khoảng 20 năm đổ lại. Sau 76 trận dẫn dắt Senegal, ông chỉ để thua vỏn vẹn 5 lần và trong đó nặng nề nhất có lẽ là thất bại tại chung kết Copa America trước Argentina. Tuy vậy, điều đó là chưa đủ để phủ nhận những đóng góp của Tite đối với đội tuyển số 1 Nam Mỹ và thế giới. Thành công có thể thấy rõ nhất của ông là biết cách kết hợp các tài năng vào một hệ thống chung, giúp tối đa hóa chiều sâu đội hình và đưa Brazil lên đỉnh như thời điểm hiện tại. Với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò huấn luyện viên trưởng Tite đương nhiên đến với World Cup với tâm thế chứng tỏ đó không phải là may mắn, và nếu như thật sự là chiếc cúp vàng dành cho họ thì nó đúng là một lời chào tạm biệt hoàn hảo, đúng như lời Neymar chia sẻ.